Dạ, đây là lô bông trang màu hồng phấn ạ. Thì cây này thì cao khoảng từ dưới mặt đất đo lên 1 gang, 2 gang, 3 gang. Dạ khoảng 3 tấc rưỡi ạ. 3 gang rưỡi. Thì cái cây này thì có bông ạ. Có cây có bông, có cây không có, chưa có nở xòe ra nhưng mà nó có búp ạ. Như cây bên đây là có búp. Dạ cây như cây này màu hồng phấn, lá trung thân 1 cốt, ở dưới này nó 1 cốt, rồi cái thân tới đây thì tẻ nhánh ra và những chậu khác, đây ạ. Lô này là màu hồng phấn hết ạ. Dạ đây là những cây màu hồng phấn. Ồ, đây màu tím sen. Dạ đây là màu tím sen 1 cốt. Cái gốc ở dưới đây ạ. Cái gốc ở dưới. Rồi thân lên từ 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 lên cao, tầng hình dạng giống cái tháp. Giờ rồi tới bên đây. Hoàn toàn là 1 cốt, hoàn toàn 1 cốt đây ạ. Màu tím sen. Rồi tới cây bên đây. Cây bên đây cũng 1 cốt ạ. Xoay qua phía bên này thấy rất là rõ 1 cốt. Đây một hàng. Hàng này là tím sen hết ạ. Trời tối. Ngược sáng như sao mà thấy không rõ nè. Mình đứng phía bên đây. Đây thì thân 1 cốt.